Cái chó gì đấy? Tao biết thì đéo nào được. Biệt thự to cao thế này, chắc là nhà công tử Bạc Liêu bỏ hoang nhiều năm rồi. Bực vậy, kẻ ăn không có, người lân chẳng ra. Ai biểu mày suốt ngày đâm chém, không tu chí làm ăn, bớt coi chí phèo lại đi. Dạ, hai đại ca nói chí phải, chúng tôi sẽ tiếp thu, nhà to nhìn cũng thèm lắm. Phải coi thử thằng chó nào đang sở hữu ngôi nhà này, đập cho nó một trận vì tội quá giàu. Lẹ đi, nó ẵm vợ mày dưới kia kìa. Thằng chó. Bà chúng nó, có con chị nở xấu ma chê cũng rảnh. Bố chém chết mẹ chúng mày, xẹt xẹt. Chừa tao vài con. Mấy cu về trước đi, để hai thằng tao hội đồng chúng nó. Một mình tao chấp 1000, còn lại mày lo liệu. Hơi thở của gió, xích chó thần trưởng, xẹt xẹt. Hơi thở của rắn, thả rắn cắn chết mẹ tụi mày. Còn mẹ nó, dính phải mấy thằng giang hồ rồi. Ê, thằng nhóc, bỏ con nhỏ đó lại, hoặc bỏ cái đầu mày lại, đừng để bố lóng. Lũ này đâu ra nhiều vậy? Nhà giàu mà không xài thuốc diệt côn trùng à? Cắn nó, anh em, mày hả con? Thực thứ tư, chí phèo ăn vạ, chết cha tụi mày. Trả tụi bay con nhỏ xấu đê tiện này, chụp đi, bố đéo thèm nữa. Nhìn thấy vô hạn thành, cái what the fuck, đợi tao với thằng Onlin. Ơi sẹo, này mày có thấy cái tao thấy không? Tụi nó chui đâu hết rồi? Chắc tao biết. Và trước hết, nếu bạn quan tâm game Roblox Fruit Liên Quân Free Fire thì ghé vô cửa hàng của tôi nhé, dưới mô tả nè. Con gái đẹp quá, lớn tí làm dâu cô nhé. Dạ hồi, con có bồ rồi cô ơi. Cảm ơn cô giúp cháu đẩy xe bò, gửi info con trai cô qua mess cho con nha. Chị đi bụi rìa rồi hả? Em tưởng chị theo trai luôn rồi. Chị Shinobu chờ chị ở trỏng rô chửi á. Chúc mừng nha. Dạ em xin lỗi, em bị trai nó dí nên về trễ ạ. Chị nói với em rồi, con gái con lứa không có được dễ dãi. Thấy Muchiro không? Bị Tanjiro dụ lú mê cái đầu rồi đấy. Em coi chừng bị nó chơi ngải yêu, bay trinh đấy. Tội nhất Nezuko, mê trai giờ lú lẫn luôn nhưng người con lật đật. Cà nào nhớ phải cẩn thận nha em. Ra đường toàn dâm dê thôi. Dê già mù gian nó canh me chị em chúng ta dữ lắm. Đi đứng để ý vào, bay trinh lúc nào không hay đấy. Giờ chỉ phải đi bảo vệ luận án nữ quyền, không thể để cho phụ nữ chúng ta bị thiệt thòi được. Ở nhà em canh chừng mấy đứa nhỏ, nhất là Nezuko, cho nó ăn đầy đủ nha. Sứt mẻ miếng nào thì chết cha với chị biết không? Trời điệu, bà này ác. Ủa anh, mấy ông thợ rèn còn sống hả? Ừ, tiếc ghê, mấy lão già chết bầm. Thế méo nào không bị quỷ ăn hết cho rồi, tao cay bọn nó lắm. Vậy hả? Làm em bỏ sức suýt mất mạng, còn chưa lấy vợ sinh con tí thì toang. Cái làng gì không có lấy một đứa con gái coi ra hồn nữa. Chán thật anh nhỉ. Làng đã nghèo lại còn xa, cõng mày mệt chết mẹ tao ra. Không sao anh, em ăn chỗ này là đỡ mệt rồi. Có xa em cũng ngồi trên lưng anh nổi mà. Ý tao không phải vậy, bà già mày. Vậy em ăn thêm cho anh khỏe nha, anh thật tốt bụng. Còn mẹ nó, cay thế nhỉ. Mà anh không làm gì em gái em đấy chứ, Nezuko á. Nhìn nó nhè răng sợ gần chết, ăn uống gì mày? Bớt xàm ngôn đi. Chết bà lại đến trễ, chắc không ai để ý đâu. Hello tụi mày, một lần nữa thì đừng trách bần tăng sát xanh. Rồi rồi, chưa biết ai cần ai đâu, đừng có mà lên mặt. Mấy anh mạnh miệng ghê, cho em úp bưởi vô mặt chút được không? Nhỏ này xam thiệt. Cho tao xin, tao không muốn đấm nhau với thằng kế bên nữa. Bố đây chỉ thích chú với đàn ông thôi. Biết vậy thì tốt, lúa lép là lúa lép làng, lúa lên lớp lớp, lòng làng lâng lâng. Dạ dạ, thưa hay, ý nghĩa thâm sâu lắm ạ, yêu anh. Các cô các cậu có thể để cho Bần Tăng yên tâm tu tập được không? Bần Tăng không muốn bị khởi dục tại đây. Nghe cũng gay cấn nhỉ, chị nói thêm đi chị mít. Thì nó như này này, rồi như này, con quỷ nó thế này, rồi tôi thế này. Từ lúc có vết bớt trên cổ thấy sung sức lắm. Thật ra dễ hiểu thôi, căng thẳng đến mức đối diện sinh tử là được. Người nóng gian cả lên thì ấn ký xuất hiện. Uầy, đơn giản vậy thôi sao? Ganh tị thật, bọn mày được kích ấn trước cả tao. Hồng ấy, tao về trước được không? Có hẹn đi date với thằng đệ ăn mì rồi. Nói gì nói lẹ đi.
Bố thách mày bước ra khỏi đây đấy. Ara, mấy anh lại tào lao rồi. Xin lỗi, cho Bần Tăng nói vài câu được không? Bần Tăng muốn cân hai. Anh Zenitsu, anh đi cua gái về rồi hả? Hello cưng, ở nhà có ngoan không? Mấy đứa ơi, ra coi thằng dâm tặc mới đi theo gái về nè. Anh Zenitsu, nay anh cua được mấy em? Có mắc nợ hay là bị cháp như lần trước hay không? Thôi mà mấy đứa, anh vẫn thương mấy em. Gái gú là phù du thôi, cho anh hôn cái coi. Làm ơn đấy, cho nựng miếng y. Ra đời kiếm cơm mệt quá nè. Anh khỏi xạo lờ, Nezuko biết anh theo gái nên chị ấy đã... Nezuko sao? Nezuko đâu rồi? Anh yêu Inosuke, yêu anh Inosuke. Cái lề gì thốn. Anh yêu Inosuke ơi. Sao em kêu tên thằng mặt lờ đấy? Tự hiểu đi nha, bỏ tật mê gái nha ông. Tao sẽ lột da heo mày, Inosuke. Quên thằng mặt lờ đó đi, chúng ta làm đám cưới nhé, Nezuko. Đéo. Mày đó hả, Tanjiro? Sao mày vẫn còn sống? Gì thế ạ? Kiếm mới hả chú? Ở có cái lỗ donut này đẹp quá. Lưỡi kiếm đẹp vãi luôn, cỡ này chọi mấy con quỷ đã tay. Mày còn nói nữa, em gái mày xác định mồ côi đấy, thằng tan lỏ. Biết bố mày bỏ biết bao nhiêu công sức ngồi trà cho nó bóng loáng không? Tao đổ mồ hôi, sôi nước mắt, trời thì nóng, phòng không có máy lạnh, nóng như cái lò đấy thằng khỉ gió. Gì, nhà chú không có điều hòa hả? Để cháu kêu gọi cúng dường cho một cái nha. Mà thanh kiếm này mang đi chặt củi được không chú? Mày cứ làm đi, đó cũng là ngày giỗ của mày. Xài đồ free còn sức láo, tao nhéo cho lũng má bây giờ. Được mà. Hai thằng cha này làm trò gì vậy? Lớn già đầu thua đứa con ít nữa. Tao xúc mày luôn giờ. Thằng nhãi, liệu hồn mà giữ cho kỹ. Sức miếng nào thì mày đừng có lếch mặt về đây. Dạ, cháu biết rồi. Người gì khó tánh vãi, chôn có tí. Chú về cẩn thận nha. Chúc chú thượng lộ bình an, hạ lộ nằm ngang. Cuối cùng thằng già đó cũng về rồi. Núp nãy giờ, lão trừ tiến công. Má mày hết đường vô rồi hả? Bể kính bắt đền thế mẹ nha con. Nhức đầu vãi lìn, ngủ cũng đéo yên. Mấy anh mấy chị đi chơi vui vẻ nha, em có hẹn riêng rồi. Team building mà không khi nào mấy mặt cô với thằng kia. Bộ hai người hẹn hò à? Sao anh nói vậy? Con gái người ta mới lớn mà, ai lại cục xúc như anh? Hồng ấy mấy đứa về nhà bàn yêu được không? Chỗ Bần Tăng tu tập. Ai kêu anh chủ sĩ tổ chức chuyến du lịch này lại còn thăm chùa Phật Quang, toàn bọn xàm tăng. Mấy đứa tưởng ta u mê à? Thật ra có ý đồ hết. Bần Tăng sẽ thọt cho lão trụ trì một hít về cõi ta bà. Thằng cha đó với nhỏ Phương Sinh sang quấy lặng ngôn, không khử là không được. Người ta đi bộ tu hành tụi nó cũng phỉ báng, tu này tu hú chứ chân tu nỗi gì. Hãy để Bần Tăng thế thiên hành đạo. Ui, thì ra là vậy, đúng đại ca của em, 10 điểm. Để em xử con nhỏ đi bộ nhặt rác nữa nha đại ca. Còn tôi sẽ tiêu diệt hội chúng thanh niên ngu muội. Để em con Lê Bù Ba La. Vậy em sẽ xử hết bọn quang con tóc tóc. Nhất trí vậy đi, sát phạt thiền tôn Phật Quang. Em về rồi nè anh rể. Đi đường mệt không cưng? Hỏi cơ hả mày? Cô gái là phải có bài vở chiến lược. Vô tri như mày làm sao mà hiểu được. Ghê vậy á hả? Mày móc gì đấy? Đừng tưởng tao kêu anh rể thì muốn nói gì thì nói. Không phải ý đó. Tại tao có cua ai đâu mà gái tự theo. Ngộ hả mày? Má, mày hên thôi. Đồ vô tri ăn hên. Biến mẹ mày đi. Bố cạp nát đầu mày. Chết đi, khốn nạn. Éo thèm nói chuyện với mày nữa. Bye à? Chờ đã em rể, mình bàn chuyện gia đình chút được không? Nezuko cũng lớn rồi, tới tuổi cập kê, anh đang tính chuyện gả nó. Em thì tính sao, sang năm ra riêng ngày tháng cũng đẹp đấy. Trời ơi, quý hóa quá, anh rể mới tuyệt vời làm sao? Từ đầu nói sớm thì đâu có sức mẻ tình cảm anh em tụi mình. Anh giữ gìn sức khỏe nha, dáng sống tới lúc đám cưới tụi em rồi oẳng chóa cũng được. Em đi thăm bé yêu Nezuko đây. Hằng lên với con khỉ già, thanh niên trai tráng nhìn chán vậy, bọn ngu. Không gym gủng 6 múi thì có chó nó ưng tụi bây. Hãy nhớ, nghèo mà con xấu thì chết mẹ cho xong. Gái thời này toàn mê trai đẹp, múi to khoai bự. Không có tí gym là ế nha mấy con. Nâng đít cao lên, tư thế này chưa chuẩn. Sao mà mấy em mê cho được?
Giữ cái mông đó 15 phút cho tao. Đít to thì mới chắp được tụi con gái, biết không? Trời ạ, à, nhìn ảnh nhớ lại hồi xưa mình bị chắp ghê. Đâu phải mình chị đâu. Mấy cái mối cơ đó em nhìn chịu không có nổi luôn á hai chị. Anh ơi, lại ăn cơm vợ nấu nè. Ê, mấy thằng chim bé, nghỉ tí đi ăn thôi. Chồng ơi, tha cho bọn nó thở đi. Đâu phải ai cũng phê pha được như anh đâu. Ta biết chứ, nhưng nhận tiền rồi phải đào tạo cho kỹ. Không thành bad boy thì mất mặt lắm. Chồng đừng cố quá, tối về em thưởng cho. Anh không thể thua bọn họ được. Mang tiếng thầy phải dạy cho ra trống ra mái. Tối về anh thưởng hết cho ba đứa sau. Hello người đẹp, tối rồi có làm gì thế em? Qua tâm sự tí đi. Xin tự giới thiệu, anh là sứ giả của nhà chúa công. Tới đây tuyển gái xinh về song hỷ lâm môn chữa bệnh cho ngài. Em cứ nói ra con số cụ thể đi, tiền bạc không thành vấn đề. Chúa công Kageya có vợ là Amane, có 5 người con. Cần ta gắn thẻ vợ ông ấy vào đây không? Không phải gái xinh nào cũng dễ dãi. Ký ta là nhờ cô chữa bệnh cho ngài bằng tài năng y học. Chứ ai không biết cô sống hơn 400 tuổi. Thì nói từ đầu đi, có tuổi chứ không lú lẫn. Vậy chúng ta trao đổi luôn. Trong sát quỷ đoàn, chúa công có nuôi một cô em xinh tươi ngọt nước hơn cô nhiều. Kết hợp với cô nữa thì có thể làm chúa công vui lòng mà sống nốt thời gian ít ỏi còn lại. Kêu ta hợp tác với nhỏ đó sao? Thằng cha đó đang nghĩ cái gì thế?